Nè, đẩy xuống dưới để mình đổ cái này vào. Em gái chị Vinh mến chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Cũng TV mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay em có cưa mấy cái cây dừa chuẩn bị tụi em làm một cái chòi. Cái chòi thì tụi em làm ở mé bên đó đó. Giờ đang đổ đất ở đó. Ở đó có một cây dừa mới vừa cưa với lại bên đây là chuẩn bị anh cưa dừa đang leo lên để cưa cây dừa này kế tiếp. Tại vì ở đây giờ em phải giờ phải làm cái hàng rào đây, sắt cũng mới vừa bẻ xong nè, nhưng mà cũng chưa xong đâu, ảnh thì nghỉ mệt rồi. Làm cái hàng rào để tụi em mới đổ cái đất này lên, tại vì ở đây là cái mương á, cho nên nó hơi sâu nè, thành ra phải đổ đất lên để mà tụi em làm một cái nền để dựng cái chòi ở đây. Dạ, yeah. Ủa cái đó mình làm gì em Năm, cái sắt đó đó? Làm trụ hàng rào. Làm cái trụ hả? Dạ. Yeah. Làm trụ hàng rào. Bây giờ cưa cái đó lại là mình cuộn đu nó khác, mình kéo. Bây giờ ảnh chuẩn bị cưa cây này. Buộc dây trước rồi xong rồi gỉ. Vừa cưa dừa mà vừa biết leo dừa mới cưa được mấy cây dừa nè. Cái cưa không cũng không được nữa. Mấy nay mấy dì cháu bệnh cho nên cũng không có đi quay clip cho cả nhà xem được. Này đỡ đỡ rồi, với lại sẵn chén cưa dừa rồi làm chòi rồi nè, cho nên mấy dì cháu quay ông bà cô chú xem luôn. Cây dừa này nó hơi cao. Cốt chạy qua lị phụ đi Cốt. Ra đi. Nó nhẹ. Dạ. Đi mua qua đây. Nay uống dừa đã luôn rồi đó. Sao không tẻ lại mình ăn? Hả? Tẻ lại. Ừ,
mình chỉ ăn sống thôi, hầm hầm nó non lắm. Ôi ngon quá. Ngọt ngay. Chú em sẽ kho tiêu, còn ở đây thì em mua cái sọ đầu nè. Em mới vừa trụng cuộn sơ rồi. Giờ em sẽ cắt củ hủ để chút nữa mình hầm. Cắt chanh vô đây để cắt củ hủ này bỏ vô đây để hầm nó bị đen. Hủ hầm cái này chắc nó ngọt ngon lắm. Ăn thì em có ăn gỏi rồi nhưng mà hầm thì chưa có hầm ăn bao giờ. Này sẽ cắt cục cắt ra làm đôi, tại vì cái này nó cũng mềm đó, cắt cục cục vậy để cho mấy ảnh dễ ăn. Cho cục bự luôn. Cái miếng này mỏng ngon. Cái 7-8 cây cho mấy anh ăn cục bự bự thì nó mới đã. Mới vừa cháy nước chưa? Một tắt thì mà ớt vô. Nó nhỏ mình bỏ vô trong thịt cho nó thơm nó ngon. Đống dừa chặt từ những cây dừa nè, còn ở trên kia nữa. Phúc đang đào gốc dừa. Chào bà chú nha. Nhưng mình nóng lực quá cho nên ở trần luôn rồi. Bứng này ra hết luôn để mình đổ cái hàng rào nè. Đây mấy ảnh đổ được một khúc cột rồi. Hôm qua thì đổ mấy cái đà này, mấy cái lằn này. Hôm nay gửi dán ra, bây giờ là cái đổ cột. Làm từ từ một cái chút gốc dừa, ống nhỏ đào. Cái này đào cái này nguyên ngày luôn. Quá trời cái gốc này nó bự luôn. Lá lết này của em cứ về đi, nó non nó ngon quá. Đây là em đang phụ. Cho nghèo nó gìn cho nó ấm ớt. Thank you.
quà nè. Trời nóng quá chặt cho nó mẹ. Giờ có cái máy trộn hồ này á tiện. Phải không? Ba xô. Để đẩy xuống dưới để mình đổ cái này vào. Chào Phúc Linh Châu Bắc. Đổ về đổ dưới. Mốt chắc con đi làm hồ quá. Đổ xong cây nè, tới giờ nghỉ trưa luôn rồi đó anh Lâm. Ngày nắng lên nè, chuẩn bị đi vô em dọn cơm nữa nè. Cái đó mình để cái gâu đó để móc vô cái lưới nè anh. Tường á, cái đó tới tường trên mình nén lưới. Mình đổ tới đâu cái mình đóng tới đó. Vô nhắm mắt làm con. Đây lúc này tới giờ cơm nè. Cái chọn cơm ra để ăn. Ăn cơm nghỉ trưa chiều làm tiếp. Ai cũng bị mệt hết. Trời ơi, cái tô này nó nhỏ. Da nóng. Cái này mà nóng lơ mơ nó dục cái tô luôn. Thịt có mỡ gì nè. Ai muốn ăn thịt ăn, ai muốn ăn mỡ ra. Hút tắt nước rồi mốt đi hút. Nè, cái mà ăn xuống được không? Mời bà con chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với lại gia đình của em nha. Mời cả nhà nha. Mày sao anh? Cũng dễ. Mình mất ăn rồi nghe cái mùi nó. Cái mùi nó cũng dễ vậy à? Ăn lên đại ngọt mà. Cái mùi dừa nó có gì đâu. Em đánh cá cục nhỏ. Đủ mà xài đũa này rất là tốt. Tốt hả? Ha, để em lấy đũa cây cho. Nói được rồi, được rồi. Đây có đôi đũa nè. Đũa. Ờ đũa mà. Anh lại đi. Em cũng lần đầu tiên em mới nấu á. Gặp cũng gặp người cùng này quá. Dạ. Anh lại phụ hình đi. Con nhóc nồi nè. Nó bỏ lại đi một chút thôi. Bỏ lại đi. Để đi, để đi. Đó, lại đi. Cái mẻ gì? Thì con mắt á, mắt heo á. À mà nó đi con mắt. Nó ngọt, nó ngon. Ngon ngay luôn.
củ hủ này ăn sống nó cũng ngọt. Chắc này chai không biết ăn nữa chứ. Không biết ăn mắt. Chúng ta bác Út kìa, nãy đưa cho bác Út ăn. Thế đủ không biết ăn. Thế ăn được bác Út kìa, bác Út ăn không? Em cũng dám ăn rồi. Thấy mắt nó sợ sợ sao? Mắt. Mấy bữa mắt. Nè thịt nè. Không, mắt. Thịt chung trang. Rồi lát khỏi chung mình quá. Đúng thật chứ. Trong nồi nhóc luôn. Ngọt củ hủ nó ngọt. Ngọt mà nhắc. Em thử cái nâu ngọt ha. Cục xương no luôn rồi. Chặt cái nào mấy bự quá. Nhỏ nó đâu có thịt đâu. Dạ. Chốt của em. Được không các em anh? Quá ngủ hủ rồi. Không ăn thịt kìa. Em không biết mua cái gì ăn. Mua cái da đầu này, cái sọ đầu này hầm người ăn đồ mặn biết ăn gì không có thịt luôn. Hôm nay nó ăn thịt nạc rồi. Vừa mở lên rồi. Ăn có mỡ có thịt đó mới ngon. Em ăn thịt không nghĩ ngán. Dạ, cái nạc chứ vậy. Đừng. Dòng hơi bánh luôn đấy. Dễ em nào hết rồi. Trời này chỉ thèm nước mà ăn không nổi. Quá trời uống nước. Ừ,
không biết không mà no. Ngon, còn quá trời cái nồi canh em luôn á. Ăn thủ ấy. Thật kìa anh ngon. Chị con lấy ngán rồi. Chị con tiếp cái giờ này ăn xíu no. Chị ăn không? Hôm qua kêu hai đứa nó ăn cơm thêm á mà cũng còn bỏ con chua. Thôi, tiếp tục. Nước xuống và ăn tiếp. Cái gì no? Ăn ít chứ vậy hả? Hai chén rồi chưa? Rồi, có hai chén. Mỗi lần ăn tới hai tô luôn mà. Cái lỗi trong cái mì mèo ngon ngắt luôn. Thơm mùi dừa có gì đâu khó, mày ăn cũng dễ đâu khó. Nước ngọt cái đã quá sức. Nghĩ là con gì ngon quá. Sẽ dụng nước thùng nào luôn. Không có ngủ được, hút nước được, thịt ngắn quá. Đóng nổi. Và bài chén này thuộc khoảng 2. Sao còn có ai vậy? Vừa. Nước cứ ngắt cái bụng. Đây cho tới xong là uống hết đóng dừa đó các em. Quá trời đóng dừa luôn. Dừng làm 2 trái vậy. Dạ. Này có mùi tắc. Bị tắc không? Dạ. Dừa tắc. Tắc vô đi chú này. Quá trời cái nồi. Cái nồi canh nóng luôn. Cũng hủy. Nó ngon. Tính dậy 2 phút. Thôi giờ tụi con cũng ngừng clip tại đây. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã nhín một chút thời gian xem clip của tụi con nha. Có yêu mến thì cho mấy dì cháu xin một like và đăng ký. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại bà cô chú anh chị và các bạn clip tiếp theo.